và dẫn chúng ta đi đến Vũng Tàu. Một bữa tiệc đặc biệt để chúc mừng sinh nhật cho thành viên Việt Thi. Hello. Hiện tại là bọn mình đang ở tập kích trong phòng của các thành viên nữ. Và bây giờ là bọn mình sẽ có một màn mới trong đó. Kiểu như là sao mon? Dạ. Dạ các bạn nữ. Ừ. Thì mỗi người tìm một chỗ nấp, sau đó là đỡ nữ lên rồi là bùm. Rồi như là ông chết đâu nhỉ? Chết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ông trốn ở góc nào không biết luôn. Đi nữa lên đi ạ. Đang căn xem rồi. Bao giờ các bạn lên? Đang dưới kia kìa. Đấy. Biết rồi. Đi nữa lên. Không hiểu. Chờ này thì chắc mai à. Hai đứa làm gì đấy? Ê. Tao kế hoạch mà. Nghịch. Ôi. Thế mà mặc đồ đen gì cả người để cho hợp với áo đen không? Không biết là mình cho hợp đen mà. Bài gì nãy, bài đen không phải thì mình cứ tắt đi nữa là sao nữa. Tắt đèn rồi. Tìm mãi không thấy không tắt được. Phòng gì mà không tắt đèn đây. Anh em biết. A few moments later. Bây giờ bye bye các bạn, mình sẽ trở lại với chế độ flash. Mình phải bài trí một cái gì đó kiểu như là bất thường ở giữa phòng đúng không? Trong mình áo bị ném tung ra ấy. Tí nữa mình phải dọn đấy. Tí mình phải dọn. Cửa hé nữa. Cái gì mà đi mà tụi nó tung lên đấy. Không biết là sao lại như bệnh nóng nữa. Mình tắt đèn, bật đèn lên. Hay là để cái quạt này ra ngang này. Thì để nằm thôi, nằm xuống rồi nào. Để nằm xuống. Như trong phim rồi. Để trước cửa này. Để trước cửa này này. Bây giờ anh gọi là nữ. Các bạn ngủ anh ở đây thử một cách. Trên này nửa tiếng đồng hồ để chỉ về vị trí xong rồi dọa mọi người một phát thôi.
vui lên. Anh mặc cả cây đen để khi mà các em tắt điện ấy thì anh kiểu hoàn toàn chui vào bóng tối. Ôi giời ơi, em là người lên đầu tiên, em sang nhóm nam em mở ra không thấy gì cả. Thôi rồi, không, vấn đề là gì các bạn lộ liễu quá. Hay Linh nhìn sang nhóm nữ thấy kiểu như rõ ràng nãy mình sao cuối cùng mình đã đóng cửa. Đúng rồi, mà xong kiểu mình thấy bắt đầu nó bày bố lung tung. Mà trước khi ra khỏi phòng mình không làm như thế nha. Hãy nhìn đây, đây là chính là con dế, nó mới vừa chui vào trong phòng mình. Tuy là phòng mình không bừa bộn lắm nhưng mà nó vẫn chui vào. Anh Tiến. Em chưa anh. Tiến. 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 Ủa anh sợ con dế hả? Anh không sợ con gì cả. Anh không sợ con gì cả. Không, nó hiền lắm anh. Con này nó hiền á, chứ mới gặp với con hường nó nhảy kia. Thôi, sao có được đâu. Đó, mày lại cho nó có nhảy này. Đi ra. Thôi đem anh nhảy ra đây. Đi đi. Để tao mùi hải sản. Đây, đây. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Nó chạy mất rồi. Đâu rồi? Nó chạy mất rồi thì thôi. Nó khuyên nhảy đi. Ơi, người chiến sĩ dũng cảm. Mình để cái ba lô tín hiệu mình đeo lên đúng không? Đã không ạ, không không hề. À đừng có tôi vào chân anh sợ. Nó ở dưới cái rèm. Anh, quá chỉ là con dế mà nó phải con dán đâu mà sợ. Dế dán cũng như nhau đúng không? Anh có coi con dế nó đá nhau chưa? Thế mới phê. Đâu, con nói nhìn dễ thương hơn con dế. Có em thì dễ thương quá hả? Đâu hả? Ê! Đừng có anh! Hello, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta đang ở Vũng Tàu và bọn mình đang ở trên tầng thượng của villa. Các bạn nhìn này, view cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo nhá, có biển nhá, có núi nhá. Nói chung là mùa hè này là một mùa hè vô cùng năng động, gọi là làm việc rất nhiều và đi chơi rất nhiều. Thế nên là mình mong là mùa hè của các bạn cũng sẽ như thế nhé. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là chúng mình sẽ đi lên xe và về Hồ Chí Minh và tiếp tục những ngày làm việc vất vả. Thì bọn mình ở sân thượng xong chúng mình sẽ quay một số clip vui nhộn, chơi chơi các thứ. Và mong là các bạn cũng sẽ yêu thích những video đó. Bước ra khỏi phòng mùa hè rồi, bước ra khỏi phòng và đi chơi thật nhiều nha. Mình đang ở Vũng Tàu và bây giờ mình sẽ chơi thể hiện tinh thần đoàn kết của chúng ta tại bãi biển này. You'll never know.